Ở lứa tuổi U13, trận bán kết giữa thành phố Vũng Tàu gặp huyện Châu Đức được đánh giá rất cao về mặt chuyên môn bởi hai đội đều có lực lượng khá đồng đều ở các tuyến. Chủ động tấn công ngay từ đầu, cả hai đều tạo ra không ít tình huống nguy hiểm lên phần sân đối phương, có tỷ lệ kiểm soát bóng tốt hơn, đồng thời tạo ra được nhiều tình huống nguy hiểm hơn. Linh Dương Xanh Châu Đức đã có được bàn mở tỷ số. Bước sang hiệp 2, Linh Dương Xanh liên tục tạo sức ép lên phần sân của nhà đương kim vô địch và tiếp tục có bàn nâng tỷ số với cú đúp của Võ Đình Hiếu. Vũng Tàu càng lâm vào thế khó khi tiếp tục phải nhận thêm bàn thua ở phút thứ 40 do công của Nguyễn Minh An. Bế tắc trong khâu ghi bàn, thành phố Vũng Tàu không thể góp mặt trong trận đấu cuối cùng bảo vệ ngôi vô địch. Dạ, cảm xúc của con rất vui khi được làm cầu thủ xuất sắc nhanh chặn và giúp huyện Châu Đức vô chung kết, và con sẽ quyết tâm lấy được cúp vô địch.